Đã gần 4 tháng trôi qua, song vụ hỏa hoạn xảy ra tại phòng ngủ trên tầng 3 của căn hộ vẫn ám ảnh anh Nguyễn Hữu Giống và người thân trong gia đình đến hôm nay. Vụ cháy rất may không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi toàn bộ đồ đạc trong căn phòng, ước tính tổng giá trị thiệt hại gần 40 triệu đồng. Sau vụ cháy, được tổ dân phố, lực lượng công an tuyên truyền, gia đình anh đã chủ động mua 2 bình chữa cháy để chủ động ứng cứu trong trường hợp cấp thiết. Mình mua bình chữa cháy này là rất là tốt, nên là mình thấy là an toàn cho gia đình và bản thân, là mình cứ mua về thôi. Nhận thức rõ sự nguy hiểm của giặc lửa, nên ngay sau khi công an tỉnh Gia Lai phát động phong trào nhà tôi có bình chữa cháy, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã nhiệt tình ủng hộ và chủ động mua sắm ít nhất một bình chữa cháy phục vụ gia đình. Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn đã góp phần lan tỏa ý thức phòng cháy chữa cháy trong cộng đồng dân cư. Rất là tốt cho gia đình cũng như cộng đồng và xã hội nhiều khi sự cố xảy ra. Khi triển khai kế hoạch này thì người dân đã rất đồng tình và nâng cao được ý thức trách nhiệm. Người dân đã tự giác và đã tự giác trang bị cái bình chữa cháy đối với hộ gia đình và tham gia tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy cháy và thoát nạn. Trung tá Nguyễn Hữu Tựa cho biết thêm, hiện nay lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm lan tỏa phong trào nhà tôi có bình chữa cháy. Phấn đấu đến cuối năm 2023, 100% hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ tự trang bị bình chữa cháy. Mỗi gia đình có ít nhất một người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, để giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra, lực lượng chức năng cũng vận động nhân dân có nhà từ 2 tầng trở lên mở thêm lối thoát nạn thứ 2 tại ban công, lối lên mái nhà hoặc lắp đặt thang dây thoát nạn.